Đấy, thì bạn có thông báo cho tôi rằng là có một cái nickname lấy hình ảnh của tôi để hù dọa người khác. Thì điều đầu tiên là tôi rất cảm ơn bạn đã gửi tin nhắn và báo cho tôi biết sự việc này. Thì sau khi tôi xem cái nickname này, thì xin thưa với cả nhà, nickname này có tên nickname là Big Boss Law, luật sư của mọi nhà. Liên hệ 0908 648 179 để được tư vấn miễn phí. Xin chào cả nhà, tôi là luật sư Mai Tiến Luật đến từ hãng luật Big Boss Law. Thì ngày hôm qua có một nickname gửi tin nhắn cho tôi. Đấy, thì bạn có thông báo cho tôi rằng là có một cái nickname lấy hình ảnh của tôi để hù dọa người khác. Thì điều đầu tiên là tôi rất cảm ơn bạn đã gửi tin nhắn và báo cho tôi biết sự việc này. Thì sau khi tôi xem cái nickname này, thì xin thưa với cả nhà, nickname này có tên nickname là Thanh Nam. Đấy, nickname của Facebook đấy. Cái cá nhân này đã sử dụng cái hình ảnh của tôi đấy trên cái Facebook của bạn ấy, cái nickname Thanh Nam đấy, là bạn ấy dùng cái nickname đó để đi hù dọa đấy một số người. Thì nhằm mục đích như thế nào thì tôi cũng không được rõ đấy. Nhưng cái việc mà sử dụng cái hình ảnh của tôi để nhằm mục đích là đe dọa người khác như vậy thì vô hình dung là làm ảnh hưởng đến uy tín danh dự của tôi, và có thể những cái người biết đến tôi hoặc là những người khác ấy họ sẽ hiểu nhầm tôi, và như vậy thì nó ảnh hưởng rất là nhiều đến với cái đời tư và cái quyền hình ảnh của tôi. Cho nên căn cứ theo quy định tại điều 32 của Bộ luật Dân sự năm 2015 có quy định, thì cụ thể là tài khoản 1 ấy là điều 32 của Bộ luật Dân sự đấy, thì đối với cá nhân là có quyền về hình ảnh của mình. Nếu trong trường hợp người khác sử dụng hình ảnh của mình mà không được sự đồng ý của mình thì người đó là vi phạm. Đấy, tôi nhận thấy rằng cái việc mà bạn có nickname Thanh Nam này sử dụng hình ảnh của tôi đấy mà không được sự đồng ý, nghĩa là không xin phép tôi đấy. Đấy mà anh ta lại sử dụng hình ảnh này để đi hù dọa hoặc là gây ảnh hưởng đến uy tín danh dự của tôi, thì tôi có thể kiện anh này ra tòa án để yêu cầu bồi thường thiệt hại cho tôi. Và quy định này được căn cứ vào khoản 3 của điều 32 Bộ luật Dân sự có quy định. Thì vì vậy thì ở video này tôi cũng chia sẻ để cho mọi người biết rằng là cái thứ nhất là cái nickname Thanh Nam này là đang giả mạo hình ảnh của tôi. Nếu trong trường hợp mà người nào đối với cái nickname này hăm hù dọa gì đó thì nên cẩn thận, hoặc có thể điền trực tiếp cho tôi để được tư vấn cụ thể. Còn nếu trường hợp tôi cũng chia sẻ thêm, căn cứ theo quy định như vậy thì nếu người nào sử dụng hình ảnh của người khác mà không được sự đồng ý của người ta mà mình lại sử dụng để đi thực hiện các cái hành vi vi phạm pháp luật mà có thể gây ảnh hưởng đến danh dự nhân phẩm hoặc là uy tín gì đó của người khác thì mọi người nên cân nhắc, không nên là vi phạm pháp luật. Như vậy một lần nữa tôi cũng xin cảm ơn cái người bạn mà đã gửi tin nhắn cho tôi vì cái thông tin mà bạn phát hiện ra đấy, vì bạn chắc chắn bạn này là biết đích thân tôi là người như thế nào, và cái tên Thanh Nam đó không phải là tôi. Và để mọi người biết được cái nickname của tôi đấy thì tôi để dưới cái đường link của cái video, mọi người có thể tham khảo là đây mới là cái Facebook của tôi, nickname của tôi. Và tới đây thì tôi cũng cảm ơn mọi người chú ý theo dõi video này, và mong trong video này mọi người có thể biết được thêm một cái khía cạnh về hành vi vi phạm pháp luật đó. Và cảm ơn mọi người, chúc mọi người có cuộc sống luôn yên lành và phát triển. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào. Những tin tức nóng nhất hàng ngày, những bài học pháp luật cần thiết, tổng hợp những câu chuyện pháp luật không thể bỏ lỡ. Mai Tiến Luật, kênh tin tức pháp luật đời sống xã hội. Đăng ký ngay.